chào quý vị khán giả. Báo Sài Gòn Giải Phóng xin gửi đến quý vị bản tin tối hôm nay với các tin hấp dẫn trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là bản tin chi tiết, quý vị đừng bỏ lỡ. Tổng thư ký Quốc hội vừa ký ban hành thông cáo số 4284TTKQHTT về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Trần Đình Văn. Thông cáo nêu rõ, chiều ngày 25 tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp để xem xét quyết định về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Trần Đình Văn, đại biểu Quốc hội thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, căn cứ hiến pháp, luật tổ chức Quốc hội và các quy định pháp luật có liên quan, căn cứ ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền, căn cứ tờ trình của ban công tác đại biểu, xét đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội ngày 16 tháng 9 năm 2024 của ông Trần Đình Văn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, bỏ phiếu kín thông qua và ban hành nghị quyết số 1184NQUBTVQH15 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Trần Đình Văn, đại biểu Quốc hội thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, đơn vị bầu cử số 3 gồm thành phố Bảo Lộc và các huyện Bảo Lâm, Đạ Hu Oai, Đạ Tẻn, Cát Tiên. Trước đó, ngày 8 tháng 8 năm 2024, Ủy ban Kiểm tra Trung ương có quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Đình Văn bằng hình thức cảnh cáo. Vàng thế giới lại lập đỉnh kéo giá vàng nhẫn 4 số 9 chiều ngày 26 tháng 9 vọt lên gần 83,5 triệu đồng một lượng, mức giá cao nhất của vàng nhẫn 4 số 9 từ trước đến nay. Hiện giá vàng nhẫn 4 số 9 chỉ còn thấp hơn vàng SJC 200.000 đồng một lượng. Khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, công ty SJC tăng thêm 300.000 đồng chiều mua và 200.000 đồng chiều bán so với sáng nay. Tổng cộng tăng 500.000 đồng chiều mua và 400.000 đồng chiều bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 81,3 triệu đồng một lượng chiều mua và 82,7 triệu đồng một lượng bán ra. Công ty P&G tăng 100.000 đồng chiều mua và 50.000 đồng chiều bán so với chiều hôm trước, lên 82 triệu đồng một lượng mua vào và 83 triệu đồng một lượng bán ra. Tương tự, công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 400.000 đồng cả hai chiều mua và bán so với hôm qua, giao dịch ở mức 82,23 triệu đồng một lượng mua vào và 83,33 triệu đồng một lượng bán ra. Như vậy, vàng nhẫn 4 số 9 lại một lần nữa phá vỡ đỉnh vừa lập hôm trước ở mức 82,95 triệu đồng để lập đỉnh mới, với giá cao nhất trên thị trường lên 83,33 triệu đồng một lượng. Giá vàng miếng SJC vẫn giữ mức giá hôm trước khi các công ty SJC, P&G, tập đoàn Doji cùng niêm yết ở mức 81,5 triệu đồng một lượng mua vào và 83,5 triệu đồng một lượng bán ra. Giá bán vàng SJC tại 4 ngân hàng thương mại nhà nước Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank cũng ở mức 83,5 triệu đồng một lượng. Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco chiều ngày 26 tháng 9 giờ Việt Nam lên 2.668,5 đô la Mỹ một ounce, tăng hơn 12 đô la Mỹ một ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 25 tháng 9. Đây cũng là đỉnh mới của giá vàng thế giới. Mức giá này sau quy đổi tương đương 79,6 triệu đồng một lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng 3,9 triệu đồng một lượng và thấp hơn vàng nhẫn 4 số 9 khoảng 3,73 triệu đồng một lượng. Từ 15 giờ chiều nay 26 tháng 9, giá các loại xăng dầu đã được Liên Bộ Công Thương, Tài chính điều chỉnh tăng sau khi giảm ở kỳ trước. Theo đó, xăng E5 RON 92 tăng 679 đồng trên lít, lên mức giá mới là 19.620 đồng trên lít. Xăng RON 95-3 tăng 756 đồng trên lít, lên mức giá 20.518 đồng trên lít. Tương tự, dầu diesel 0.05S tăng 463 đồng trên lít, lên mức giá 17.506 đồng trên lít. Dầu hỏa tăng 322 đồng trên lít, lên mức giá 17.873 đồng trên lít và dầu ma dút 180CST 3.5S tăng 531 đồng trên kg, lên mức giá 15.357 đồng trên kg. Liên Bộ Công Thương, Tài chính quyết định không trích lập và không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng trong kỳ điều hành này. Quyết định điều chỉnh nhằm đảm bảo giá xăng dầu trong nước phản ánh đúng sự biến động của giá thế giới, đồng thời khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học thông qua việc duy trì chênh lệch giá hợp lý giữa xăng sinh học E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95. Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu vừa có thông báo gửi Ban Quản lý Dự án Đường sắt Đô thị, Thành phố Hồ Chí Minh về kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1, tuyến Bến Thành, Suối Tiên. Tại thời điểm kiểm tra, phần xây dựng của dự án đã cơ bản hoàn thành công tác thi công xây dựng theo thiết kế, khoảng 99%. Chủ
chủ đầu tư đang tổ chức công tác vận hành liên động dự án và chuẩn bị vận hành thử, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 11 năm 2024. Hiện các cơ quan có thẩm quyền đang tổ chức kiểm tra các hạng mục phòng cháy chữa cháy và an toàn môi trường. Công tác lập và tập hợp hồ sơ hoàn thành công trình hiện chưa đầy đủ. Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình chưa được lập theo quy định. Theo kế hoạch, giữa tháng 12 năm 2024, dự án mới được cấp chứng chỉ an toàn hệ thống. Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu yêu cầu chủ đầu tư rà soát, hoàn thiện các tồn tại về hồ sơ công trình, hoàn thành công tác tích hợp, vận hành liên động hệ thống, vận hành thử, đào tạo nhân sự quản lý, vận hành, kiểm định chất lượng thi công xây dựng, lập, phê duyệt quy trình bảo trì, quản lý an toàn vận hành, khai thác, thủ tục đăng kiểm đoàn tàu. Bên cạnh đó, Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo tư vấn bố trí nhân sự, cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu, phối hợp với các cơ quan liên quan để đẩy nhanh công tác đánh giá an toàn hệ thống. Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành, Suối Tiên có tổng mức đầu tư 43.700 tỷ đồng, dài 19,7 km, trong đó có 17,1 km ở trên cao, đoạn còn lại đi ngầm. Ngày 26 tháng 9, Thanh tra Chính phủ đã có thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại Tổng Công ty Tín Nghĩa, nay là Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa, Tổng Công ty, tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2005-2013. Theo đó, trong giai đoạn trên, quá trình thanh tra phát hiện, Tổng Công ty tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhằm mục đích mở rộng các dự án đầu tư, không đúng quy định pháp luật. Đến thời điểm thanh tra, tháng 5 năm 2023, diện tích trên 491.000m2 đất chưa có chủ trương đầu tư và quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Chưa thực hiện được thủ tục chuyển sang tên của Tổng Công ty Tín Nghĩa và Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa. Thông báo kết luận thanh tra cũng nêu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai quyết định sử dụng giá trị sổ sách để tính vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa đối với 4 tài sản trên đất thuê trả tiền hàng năm là trạm dừng chân Tân Phú, trạm dừng chân Xuân Lộc, xí nghiệp xây dựng, nhà máy đá và nhà máy gạch là không đúng quy định về xác định giá trị tài sản theo quy định của chính phủ. Bên cạnh đó, Tổng Công ty Tín Nghĩa thực hiện chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Tín Khải, Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Nhà Phú Tín, Công ty Liên doanh Proconco và Công ty Cổ phần Cấu kiện Bê tông Đông Sài Gòn với hình thức bán thỏa thuận không đúng quy định của chính phủ. Giá thỏa thuận chuyển nhượng không được cơ quan có chức năng thẩm định. Kết luận thanh tra cũng cho rằng, Tổng Công ty Tín Nghĩa và Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai có văn bản đề xuất được Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai chấp thuận để Tổng Công ty thỏa thuận bán 35% cổ phần cho 3 nhà đầu tư chiến lược trong, khi tỷ lệ cổ phần mà 3 nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua chiếm 90% vốn điều lệ là không đúng quy định của Bộ Tài chính. Bên cạnh đó, Tổng Công ty Tín Nghĩa thực hiện bán thêm 7,79 triệu cổ phần cho người lao động không đúng quy định của chính phủ, dẫn đến số cổ phần không được đưa ra bán đấu giá, giá trị chênh lệch phải thu hồi về ngân sách của Tỉnh ủy Đồng Nai trên 8,7 tỷ đồng. Với những vi phạm nêu trên, Tổng Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai chỉ đạo và tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Cơ quan thanh tra cũng kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai kiểm tra, rà soát để có biện pháp quản lý và hướng dẫn Tổng Công ty Tín Nghĩa quản lý, sử dụng diện tích đất nhận chuyển nhượng từ các hộ gia đình, cá nhân theo đúng quy định pháp luật. Thanh tra Chính phủ cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Tổng Công ty Tín Nghĩa trong quá trình cổ phần hóa từ năm 2014 đến 2016. Cơ quan thanh tra đã có văn bản trao đổi một số thông tin vi phạm phát hiện trong quá trình thanh tra với Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai. Do đó, các nội dung hạn chế, vi phạm nêu trên do Công an tỉnh Đồng Nai xem xét, làm rõ theo quy định. Ngày 26 tháng 9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ. Đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra công ty trách nhiệm hữu hạn điện gió Quang Minh Đắk Nông có địa chỉ tại thôn Rừng Lạnh, xã Đắc Hòa, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông do Quê Sinh, quốc tịch Trung Quốc, điều hành. Việc khởi tố bổ sung vụ án trên nằm trong diễn biến từ kết quả điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế xảy ra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và các tỉnh, thành trên cả nước. Công an tỉnh Phú Thọ xác định, từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022,
Quê Sinh là bị can trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế, hiện đang tạm giam tại trại tạm giam công an tỉnh Phú Thọ, đã điều hành công ty cổ phần năng lượng mới Thiên Vũ Việt Nam, địa chỉ tại quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, đã mua 26 hóa đơn khống với tổng doanh số hơn 109 tỷ đồng để phục vụ việc quyết toán thi công dự án điện gió trên do công ty trách nhiệm hữu hạn điện gió Quang Minh Đắk Nông làm chủ đầu tư. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, dự án nhà máy điện gió Đắc Hòa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2020, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.600 tỷ đồng. Cuối năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông cấp giấy chứng nhận đầu tư cho công ty Envision Energy Limited thực hiện dự án nhà máy điện gió Đắc Hòa tại xã Đắc Hòa, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Để thực hiện dự án, công ty Envision Energy Limited thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn điện gió Quang Minh Đắk Nông. Mặc dù không đứng tên đại diện theo pháp luật, nhưng mọi hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Minh Đắk Nông đều do Quê Sinh điều hành. Ngày 14 tháng 9 năm 2021, dự án mới được Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương phê duyệt thiết kế kỹ thuật. Nhưng Quê Sinh đã chỉ đạo khởi công thực hiện các công trình thuộc dự án từ tháng 5 năm 2021 theo bản vẽ thiết kế không đúng với bản vẽ trình Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo. Trong khi đó, khối lượng và giá trị thực tế thi công thấp hơn so với khối lượng và giá trị công trình được phê duyệt. Bên cạnh đó, để hưởng lợi về chênh lệch giá điện, mặc dù dự án chưa hoàn thành nhưng để kịp thực hiện các thủ tục hòa lưới điện quốc gia trước ngày 1 tháng 11 năm 2021, Quê Sinh đã chỉ đạo nhân viên lập khống biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng. Để thanh toán nghiệm thu giá trị nâng khống tại các hạng mục của dự án điện gió Đắc Hòa, Quê Sinh đã sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khống của công ty Thiên Vũ rồi xuất hóa đơn giá trị gia tăng thông qua đơn vị tổng thầu là công ty trách nhiệm hữu hạn Reason Việt Nam và hoàn thiện thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước